thần, chăm sóc sức khỏe. Trải nghiệm ngay tại nhà bạn phòng xông hơi khô kết hợp ướt Daros DR9007. Daros, tận hưởng cuộc sống tiện nghi. Phòng xông hơi khô ướt kết hợp là xu hướng được yêu thích hiện nay với ưu điểm là sản phẩm tích hợp đa dạng nhiều chức năng trong một sản phẩm phòng xông hơi lắp đặt tại nhà. Bạn có thể xông hơi khô hồng ngoại, xông hơi ướt, massage lưng, tắm trong không gian tuyệt nhất, mang đến cảm giác thoải mái và thư giãn nhất cho cơ thể, cho mọi mệt mỏi của ngày dài tan biến. Đột phá với những tính năng hấp dẫn, phòng xông hơi Daros DR9007 sử dụng công nghệ xông hơi khô hồng ngoại và xông hơi ướt hiện đại, kết hợp hệ thống sen tắm cao cấp. DR9007 có thiết kế sang trọng, sử dụng chất liệu cao cấp từ acrylic, kính cường lực, khung hợp kim nhôm và gỗ tuyết tùng nhập khẩu, kết hợp với tấm ốp lưng đá marble sang trọng và độc đáo, một sự hài hòa giữa phong cách hiện đại và cổ điển. Đồng thời, đây đều là những chất liệu có độ bền cao, khả năng chịu lực, chịu nhiệt tốt và dễ dàng vệ sinh. Phòng xông hơi ướt với hệ thống xông hơi ướt và massage lưng hiện đại. Đây cũng được coi là một phòng tắm tiện ích với hệ thống sen cầm tay và sen tắm chân. Các thao tác được thực hiện dễ dàng trên bảng điều khiển thông minh. Với hệ thống kính cường lực được kết hợp với khung hợp kim nhôm, DR9007 siêu bền, siêu chắc chắn và có khả năng ngăn nhiệt thoát ra ngoài, đem lại hiệu quả xông hơi tốt nhất. Bên cạnh phòng xông hơi ướt là phòng xông hơi khô sử dụng công nghệ hồng ngoại, được thiết kế theo phong cách truyền thống, chất liệu gỗ tuyết tùng cao cấp nổi bật trên toàn không gian phòng xông hơi với khả năng tản nhiệt tốt, màu sắc sang trọng và đặc biệt có hương thơm tự nhiên quyến rũ, đem lại hiệu quả thư giãn tuyệt đối và rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Các tấm hồng ngoại lắp đều xung quanh phòng, đảm bảo ánh sáng hồng ngoại tiếp xúc toàn bộ cơ thể, từ lưng, hai bên cánh tay, bắp chân cho đến lòng bàn chân, đem lại hiệu quả xông hơi tối đa khi sử dụng. Âm nhạc và ánh sáng là yếu tố không thể thiếu trong không gian xông hơi thư giãn, là thế hệ phòng xông hơi hiện đại. DR9007 được tích hợp hệ thống đèn LED đa sắc màu, đài FM và loa kết nối Bluetooth chắc chắn sẽ đem đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời. Hãy cùng gia đình bạn trải nghiệm phòng xông hơi khô kết hợp ướt Daros DR9007 để tái tạo năng lượng sảng khoái cho cơ thể mỗi ngày. Daros cam kết bảo hành 5 năm đối với phần thân sản phẩm, 2 năm đối với phụ kiện, thiết bị điện, điện tử. Sản phẩm đi kèm tem chống hàng giả, tích hợp kích hoạt, bảo hành điện tử. Bạn có thể dễ dàng kiểm tra hàng chính hãng qua ứng dụng Vietcheck và chủ động kích hoạt bảo hành sản phẩm qua việc quét mã QR. Liên hệ hotline 1900 886829, 0242 242 3535 hoặc ghé tại website daros.com.vn để nhận tư vấn chi tiết. Daros, sống là tận hưởng!